Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai, cái đó là chúng ta gọi là test. Nghe cái là test đa số các em đều hiểu rằng là chúng ta đã từng nghe cái là test. Và đầu tiên là chúng ta từng là vì lỡ môi lỡ miệng, hoặc khi vì lỡ môi lỡ miệng như vậy chúng ta cứ nói là test. Đó là những cái mà chúng ta biết về nó. Nhưng thực sự nó không đơn giản như vậy. Không đơn giản mình nghĩ. Bởi vì con cũng là test là cái chó rất là lớn. Và cái kết chung của nó, cái con virus này nó đều có sức mức khá lớn. Tức là nó cũng trong cái 200 lần này lớn. Nhưng mà nhân của nó, nhân chữ ADN màu to, đó là lớn cáp xít, có sức mức bình cối, và nó có bằng bọc. Như vậy là những con virus của nó test là nó có sức mức bằng gì. Hiện nay con virus là test có một rất nhiều con virus khác nhau và nó có khả năng gây bệnh cho người và cho các loài động vật khác nhau. Nhưng mọi người chúng ta có mấy loại gọi là phổ biến nhất. Cái loại thứ nhất chúng ta gọi là SCLA virus, nó có thể một và thứ hai chúng ta gọi tắt là HSV1 và HSV2. Đây là những loại virus gây rất nhiều loại bệnh khác nhau mọi người. Còn rất phổ biến thì chúng ta sẽ học. Còn cái con thứ hai là con varicella zoster virus, chúng ta gọi là bằng tiếng Anh về. Thì cái con này rất phổ biến và chúng ta ngồi ở đây rất nhiều là chúng ta đã từng học được con đó. Thì chúng ta cũng sẽ học. Còn những con khác như là Epstein-Barr virus là con virus mà gây của ung thư bọc cầu, hoặc là cytomegalovirus là cái con virus nó gây bệnh lý từ khi còn thai nhi thì những cái này nó rất là phức tạp. Do đó là trong phạm vi thời gian và điều kiện cho phép thì chúng ta sẽ học trong đầu. Và khi nhắc đến cái con virus RS, một cái điều các em phải lưu ý, nếu mà các em quên mất cái phần này thì coi như chúng ta không hiểu biết gì về con RS. Là bởi vì sao? Nhóm virus nó có một cái đặc điểm về bệnh nhiễm trùng, nó có khả năng gây nhiễm trùng tiềm tàng, có sát thì gọi là nhiễm trùng tiềm tàng. Thì tại sao gọi là nhiễm trùng tiềm tàng? Khi chúng ta điều trị virus RS, cho dù chúng ta có nhiễm trùng hay không nhiễm trùng, thì khi điều trị là chúng ta nhiễm suốt đời, tức là chúng ta mang cái con virus suốt đời. Tức là nó ngủ yên trong cơ thể chúng ta. Và khi gặp điều kiện một lần, ví dụ sau khi chúng ta đi tắm biển một lần, do sau khi chúng ta mắc một cái bệnh nào đó, sau khi chúng ta bị mẫu mực, sau khi chúng ta chấn thương, tất cả những cái điều đó là nó mô tả đặc biệt là nó sức đề kháng cơ thể mà vậy. Thì lúc này cái con virus này nó ngủ yên ở bên trong cơ thể, nó sẽ tái hoạt động bằng cái bệnh trở lại, nó sẽ gây bệnh trở lại, chúng ta gọi là tái phát. Và khi chúng ta hết bệnh thì nó tiếp tục nó lui về, nó ngủ yên ở bên trong cơ thể và nó chờ một cơ hội khác. Như vậy là nói như vậy thì chúng ta biết rằng nhiễm này nó nhiễm suốt đời và bệnh lý này là bệnh lý rất hay tái phát. Đó liên quan đến sức đề kháng. Và chỉ khi nào mà chúng ta đi ra từ nước ngoài thì cái con test này nó mới đi theo, nó xuống đó. Như vậy là cái con virus đầu tiên chúng ta học rồi có thể là con HSV. Còn HSV cũng là virus nó rất là nhạy cảm và dễ chết. Chúng ta có tiếp xúc gì đó là chết. Còn tiếp xúc này theo một người rất là dễ chết. Ở nuôi cây thì người ta sử dụng tế bào thận kỳ, tế bào phôi người để nuôi cây đó. Về một kháng nguyên chúng ta hai cái tiết, chúng ta gọi là tiết một và tiết hai. Do đó sau này chúng ta gọi tắt lại là HSV1 và HSV2. Và cái cơ sở nào để người ta phân loại là tiết một và tiết hai là người ta dựa vào cái lipoprotein C của con virus. Chính cái lipoprotein C đó là cái cơ sở để phân loại tiết một như thế này.
rồi có thể xếp trường hợp của S về trên da, nhưng mà chúng ta cái chỗ nào lần đầu tiên mắc nghe điều gì là cái nơi đó là cái nơi phát bệnh đó. Ví dụ trên mặt chúng ta bị gì ai về thì trên mặt chúng ta bị gì đó, trên cổ chúng ta gì, trên cổ chúng ta sẽ phát bệnh trở lại. Và khi nó phát bệnh nó gây cái bệnh lý gì rất là đặc biệt, nó làm cho tế bào bị khô, cái bị sinh phòng này thành tế bào bị khô sau khi bị gì nó bị sinh phòng này. Và khi sinh phòng như vậy nó tạo lên những cái mụn tròn mà mắt thường chúng ta thấy được, cái mụn tròn hay là một con bóng nướng. Và em biết rằng cái mụn tròn ở bên trong có cái thứ dịch, và cái dịch này chúng ta xác định là chứa đầy mụn. Vì vậy khi cái mụn tròn mà chăm sóc không kỹ nó vỡ ra, thì cái chất tiết của mụn tròn này chính là cái nguồn lây của những người khác, nó dính vào da của ai là đấy à. Rồi khi mà hết bệnh thì cái con HSV này nó sẽ lui về ngủ yên trong cơ thể, nhưng chỉ khác ở vị trí mà thôi. Tức là con HSV một nó ngủ yên ở đâu, nó ngủ yên ở hạch thần kinh sinh bài. Còn đối với HSV 2 thì nó ngủ yên ở hạch thần kinh lương cụ, hai cái vị trí khác nhau. Và nó ngủ yên ở đó để nó chờ khi nào có điều kiện thuận lợi nó sẽ tái hoạt động và sẽ đi về trở lại làm như thế. Và người ta thấy rằng là cho cái tế bào của mô bị nhiễm virus nó đưa đến chỗ sinh phòng lên, và nhiều tế bào dính lại với nhau tạo thành tế bào khổng lồ đa năng. Vì vậy cho nên cái đặc điểm của cái tổn thương sau khi bị nhiễm HSV, chúng ta lấy trên da thì mà chúng ta nổi lên cái một bong bóng nước, và bên trong những bong bóng nước đó chứa rất nhiều tế bào khổng lồ đa năng. Và với bệnh học thì cái này chắc chơi cho vui thôi. Đối với hai cái sơ bộ nó gây bình thường là từ thùng thắt lưng trở lên, chủ yếu là một đầu mặt, chủ yếu là một đầu mặt. Nó nhiều bệnh lắm, ví dụ viêm lợn tình, nghe thấy có một đứa bé mà toàn bộ môi, má, lưỡi, miệng của nó bị nổ bụng tròn, sau đó nó vỡ ra, nó đi lỡ lét, và đứa bé nó rất đau, nó ăn không được, uống được, thì cái bệnh đó là bệnh viêm lợn tình. Rồi về sau này lâu lâu nó bị tái phát, cái đó cũng rất hay gặp. Hoặc là chúng ta thấy cái bệnh thứ hai là bệnh sốt bụng tròn. Sốt bụng tròn cái này có nhiều người rất hay bị, cái này là khóe môi trên nó mọi lên những cái bụng tròn đi và khi mà nó nổi lên những bụng tròn này thì nó rất là nặng, nhưng mà khi làm thì nó lại không để lại sẹo, nhưng mà rất hay tái phát. Thì khi tái phát lúc đầu nó nổi ở chỗ nào thì lúc sau nó nổi đi rất hay gặp. Nào cái này chúng ta luôn, chúng ta rất hay gặp chuyện như thế này. Nào mà hôm nay cho nên là khi mà chúng ta đi đến cái nhà gặp người yêu người nào, chúng ta quan sát cái bộ phim nó có cái gì. Anh nào mà cán lại dính hơn. Chúng ta thấy là sẽ chiến thông đó là mai mốt á là anh đó là bên này em bên kia hai đứa số sự chồng. Anh nào mà cắn là dính không? Anh nào mà cắn là dính này. Rồi cái bệnh lý thứ ba là viêm kết giác mạc. Em cũng được con mắt của mình. Trời. Ở cái phần kết mạc của giác mạc chúng ta nổi lên cái vùng đọt, nó mở ra làm sao chúng ta chịu nổi. Nhưng mà nguyên tắc là khi nhiễm virus thì nó không thể lại sẹo. Nhưng mà nếu mà chúng ta chăm sóc không kỹ, nó bổ nhiễm cho vi khuẩn ung thư đến chỗ là những sẹo kết mạc. Và đặc biệt là khi đào sẹo kết mạc tại vị trí trung tâm, nó chấn động trở lại một động dưới, lúc đó chúng ta gọi là một rồi nhiều lý khác nữa là viêm não. Còn là trên da có rất nhiều bệnh lý liên quan đến nó,
Ví dụ như chúng ta nói đến cái chàng học, chúng ta biết là cái lẽ khi nào các học bệnh đi khoa da liễu thì các em thấy cái bệnh lý mà dân mu bằng chân, mu bằng tay ở cái vùng cạnh chân nó xuất hiện những cái tố màu đỏ đỏ, mà khi thì nó ăn phải những thức ăn mà nó có mang cái gì hơn thì nó sẽ bị ngứa, và chỉ có cách duy nhất là để cho đỡ ngứa là cải. Nếu cải cái đồ cái da của đó không là thậm chí cái da nó dày lên, nó gọi là gì, sự da trâu, và cái đường họ đó chúng ta gọi là chàng chàng. Cái bệnh lý nó rất hay tái phát, nhưng người ta không hiểu sao những người nào mà cha mà bị trên khá S1 thì cái bệnh lý rất là nặng, có nguy cơ tử vong. Cũng như phòng, một khi đã phòng rồi nguyên cái bộ diện tích da thì còn hơn cái chuyện là ngăn ngừa bị nhiễm virus, bị nhiễm vi khuẩn, bị nhiễm vi đông. Nếu chẳng may cái người này mà đang bị phòng mà nhiễm thêm khá S1 nữa, nguy cơ tử vong rất cao. Ta chỉ biết rằng là chiếm thêm một bệnh lý rất nặng. Đó là còn nó nói là effect và những người bị đô mật đó. Thì em biết là trong cái phim Smackdown chúng ta thấy là cái ô nhau nó còn trong trong như vậy thì nó rất dễ lây truyền H1N1. Tại vì nó lây trực tiếp mà anh do nó là bệnh lý đó. Không được đâu nha. Còn đối với bệnh lý do H2N2 thì sao? Nó là cái, nó là phổ biến từ một thắt lưng từ thắt lưng từ xuống có hai lần. Cái bệnh thứ nhất là sinh dục, tức là ở cái vùng sinh dục của các hormone mô nó nổi lên một cái tích lé và sau đó nó làm và lâu lâu nó sẽ làm thì đây là cái nguồn lây qua tiếp xúc sinh dục. Rồi cái bệnh lý thứ hai là các trẻ sơ sinh, một đứa bé khi nó sinh ra từ người mẹ đang trẻ bé sinh dục và người mẹ thì sinh đứa bé là sinh bình thường. Khi sinh bình thường như vậy, khi đứa bé nó lọt vào mẹ nó sẽ bị nhiễm HIV, vì vậy nó sẽ bị lây nhiễm toàn thân mẹ. Vì trường hợp thì chúng ta gọi là các trẻ sơ sinh. Còn cái bệnh lý thứ ba là ung thư cổ tử cung và ung thư âm hộ, là hai bệnh lý ung thư rất phổ biến ở phụ nữ. Mặc dù người ta chưa dám kết luận là HSV2 là nguyên nhân của hai bệnh lý ung thư này, nhưng người ta nói rằng chính do cái bị nhiễm HSV2 đã làm tăng cái nguy cơ đưa đến hai bệnh lý ung thư này. Là bởi vì sao? Khi người ta sinh thiết các bộ ung thư, người thấy có gì của con HSV2 trong một sinh tiết. Còn nếu mà lấy máu mà xác định cái nồng độ kháng thể chống lại HSV2 thì những người mắc bệnh ung thư này cái nồng độ kháng thể cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Chính vì lý do đó người ta cho rằng HSV2 là yếu tố rất quan trọng liên quan đến và theo một số nhà ung thư thì em biết rồi là khi bị MS sinh dục là một cái tình trạng nhiễm trùng màng kính và tái phát nhiều lần. Chính cái sự nhiễm trùng màng kính và tái phát nhiều lần nó sẽ dẫn đến gần nhân làm thay đổi tế bào và nó làm ác tính hóa tế bào. Do đó nó cũng là một cái liên quan. Và có khi nào chúng ta thấy là HSV2 nó gây bệnh từ thắt lưng trở lên, còn HSV1 nó từ thắt lưng trở xuống, cái này có em, cái chuyện đau lưng là có, và cái cơ chế có này là hoàn toàn do bệnh tiếp xúc. Ví dụ đứa bé đó thì là các nhà sơ sinh, nhưng mà thay vì là HSV2 bây giờ là HSV1, tại vì khi nó sinh ra đứa bé bình thường, nhưng mà cái người bố của em, người chăm sóc đứa bé đó lại đang bị nhiễm H1N1, vì vậy điều đó là lây cho đứa bé được em bé trên sự sinh. Nhưng bây giờ nguyên nhân nó là H1N1 nên như vậy nó đảm bảo được.
đề đấy gọi là máu tiết kiệm. Giờ đây cái đề đấy gọi là máu tiết kiệm, kiểu phân lỏng virus là qua máu tiết. Tại sao thì cái phân virus khác thì tôi đã nói phân lỏng virus không đủ dùng để chống quan thường xuyên để đi tu, nhưng mà riêng đối với HIV thì phân lỏng virus lại là máu tiết. Là bởi vì sao? Bởi vì cái phương pháp và tìm khác là phương pháp rất là nhỏ, nó không có giá trị lắm, chỉ trừ khi người này lần đầu tiên bị mắc bệnh thôi. Thế nếu mà người này tái phát nhiều lần thì chúng ta tìm khác là không có giá trị dùng được nữa, không có giá trị dùng nữa. Do đó là chúng ta phải dựa vào cái chuyện phân lập. Nhưng mà chúng ta dựa vào phân lập bằng cách nuôi cấy tế bào thì cái chuyện này quá khó. Để giúp cho chúng ta đơn giản hơn, người ta có một hệ thống xét nghiệm khác công bố về phân lập virus, đó là phương pháp chẩn đoán nhanh hay gọi là phương pháp nhanh virus. Với phương pháp chẩn đoán nhanh này, mặc dù nó không đạt được 100%, nhưng ít nhất cũng được 80-90%, và rất nhanh, rất đơn giản, hầu như là thế nào cũng làm được. Phương pháp chẩn đoán nhanh virus. Cái biết là khi bị nhiễm HIV, cái bộ lỗ ở bên trong đó nó phải chứa tế bào lỗ đại nhân, phải không? Bây giờ chúng ta thấy là lên ảnh như này thì mắc bộ lỗ. Bây giờ chúng ta lấy chất tiết của cái lé cộng cái cạnh của cái lé, chúng ta làm phết thì chúng làm và vì tế bào không có màu, do đó chúng ta đem đường nhìn xa và chúng ta chỉ cần có một cái kính hiển vi khoa học thôi được. Các em nhìn thấy được tế bào khổng lồ đa nhân chỉ những làm đó thì coi như là đang xuyên. Chúng ta báo cho bác sĩ điều trị biết là bệnh nhân này rất có thể là đã bị nhiễm HIV. Là như vậy là nên bác sĩ có nhanh, đơn giản, đâu còn phương pháp phản ứng với thanh học thì nó có cái hạn chế của nó, nó đã được bày rồi. Và đối với bệnh nhân PCR, nếu ta không làm mà có bệnh viện PCR và chẩn đoán HIV thì chúng ta chỉ cần lấy cái chất tiết của cái lé, chúng ta đem làm bệnh viện PCR chắc chắn và PCR thì cho lời chúng ta đi xa. Với vấn đề về tinh học, đối với lại HSV1 thường nó chỉ có lượng nước nhỏ, vì vậy khá là có một số triệu rất sơ khi còn nhỏ. Và thông thường những cái đứa bé mà dễ bị nhiễm HSV1 thường khoảng 6 tháng cho đến 2 tuổi là được bị nhiễm, là bởi vì trong 6 tháng đầu khi sinh ra các bố mẹ không bao giờ đưa những đứa bé đi ra ngoài, bởi vì chúng ta thấy trong 6 tháng đầu bé mắt nó còn yếu quá, chúng ta đưa ra ngoài sợ bị bệnh. Cái thứ hai, chúng ta chỉ ban một chút đưa ra ngoài và người ta số một số người ra ngoài ha. Ví dụ chúng ta đưa nó bụng mỏng quá, nó đẹp quá, và ra người ta nói tôi đứa bé này sao dễ thương, nó sao béo quá, người ta nói kỳ quá, chúng ta là người ta quá. Vì vậy thường là sau 6 tháng đứa bé đi ra ngoài, và khi nó đi ra ngoài như vậy thì em thấy bao giờ chúng ta thấy một đứa bé dễ thương, mà nếu chúng ta thấy nó kế chúng ta thấy nó ghét quá, bao giờ chúng ta phải đến tay đứa bé chúng ta là đúng không? Còn nếu mà nó là người nhà của mình, mình phải ôm nó, ôm nó hai ba cái cũng đã. Chính vì lẽ đó mình lây cái đúng không? Còn cái lứa tuổi thanh thiếu niên có hợp dụng thì mới có nguy cơ này cho bạn như này. Thật là vì HCV2 nó lây qua những điểm của lại sử dụng, mà lại đã sử dụng nó lây truyền qua cái điểm rồi. Và người ta xác định là đối với nhiễm HSV thì miễn dịch tế bào là miễn dịch tốt nhất để bảo vệ được. Hai miễn dịch tế bào. Do đó tại là sao cái biết là với tại sao hầu nở lết và mặt hết, đó là do sự tái phát của HSV. Tại vì miễn dịch tế bào thì tôi học rồi cho nó tái phát. Còn với bệnh dịch tế học thì cái bệnh lý này một chi
Chúa với Đức Thánh Thần là người chứ không có loài động vật nào hết. Và đối với Hát Sư một các em nhớ là nó có khả năng lây qua hai đường. Đường thứ nhất là qua đường hô hấp, và đường thứ hai là tiếp xúc trực tiếp của bệnh lây qua đường hô hấp. Lý do bởi vì những cái mụn đột bị tổn thương nằm ở vùng mũi, vùng miệng thì sao, do đó khi nó nói chuyện do hắt hơi và sổ mũi thì họ rất dễ dàng lây qua đường hô hấp vì nó tiếp xúc với họ. Còn cái thứ hai là do tiếp xúc trực tiếp với lây. Nói đến chỗ này khi nào chúng ta chăm sóc những bệnh nhân mà liên quan bệnh lý, liên quan mụn đột bắt buộc phải đi đâu nhau. Đây là gì? Tránh cái nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với những người bệnh. Còn đối với HCV2 thì nó không lây truyền qua đường hô hấp và nó lây truyền chủ yếu là tiếp xúc. Vấn đề phòng bệnh và điều trị. Hiện nay đối với HCV chưa có thuốc, chưa có vaccine phòng bệnh. Chỉ có một trường hợp là khi người mẹ đi săn mà người ta nghi ngờ người mẹ đang để HCV sử dụng thì người ta không cho xem bằng người mà người ta sẽ chỉ định là mổ bắt con. Mổ bắt con. Tại vì khi mà mổ bắt con thì đứa bé nó không có đi qua được người thì nó không bị gì. Còn với điều trị thì đây là một thuốc điều trị được nghe. Và cái loại thuốc đó ta gọi là aciclovir. Và cái tên điều trường không phải điều trường của bạn tên là Zolivax. Thì aciclovir là một cái loại thuốc kháng virus. Nó giúp cho chúng ta điều trị đối với và cái cơ chế tác dụng của aciclovir là ức chế sự tổng hợp ADN của virus này. Tại vì khi virus xâm nhập vào trong cơ thể, nó phải tổng hợp từ cái ADN ban đầu và rất nhiều cái bản ADN có kiểu thì cái giai đoạn đó nó bị aciclovir ức chế. Như vậy là aciclovir nó tác dụng là giảm được độ nặng của bệnh, nó làm giảm được thời gian kéo dài của bệnh. Nhưng aciclovir không làm giảm tỷ lệ tái phát, không làm giảm tỷ lệ tái phát. Cái điều rất gì là aciclovir tác dụng khi con virus đang hoạt động, chứ còn con virus đang trạng thái ngủ yên, aciclovir không tác dụng. Vì vậy aciclovir không ngăn ngừa được tái phát của bệnh nhân. Rồi chúng ta qua cái phòng thứ khác, một bệnh đó là MS, là con